những đứa con bất hiếu với cha mẹ sẽ thiệt thòi kiếp sống lênh đênh, bởi không thương mẹ bấp bênh càng nhiều. Mai kia chợt thấy thương yêu, sẽ than mất mẹ chín chiều ruột đau. Mẹ ơi, con đã về rồi mà sao không thấy mẹ ngồi bên hiên? Nhà ngày xưa mỗi chiều nghiêng trông về lối ngõ dịu hiền đời con. Vườn sau rụng tím hoa xoan, ngoài sân cỏ dài ngổn ngang lau dày. Chiều nay con về thăm mẹ, mắt không dính ớt mà cay quá chừng. Như con chim non xa rừng, như con nai lạc, như vầng trăng côi. Con tìm mẹ, mẹ xa trôi, như mây như gió qua đồi ngẩn ngơ. Ngôi nhà thơm tuổi ấu thơ, ngày xưa xanh nắng, bây giờ xanh rêu. Ruột đau, đau cả chín chiều, muốn làm con cóc mà kêu thấu trời. Mẹ ơi, con đã về rồi mà sao không thấy mẹ ngồi bên hiên? Nhà ngày xưa mỗi chiều nghiêng trông về lối ngõ dịu hiền đời con. Vườn sau rụng tím hoa xoan, ngoài sân cỏ dài ngổn ngang lau dày. Chiều nay con về thăm mẹ, mắt không dính ớt mà cay quá chừng. Như con chim non xa rừng, như con nai lạc, như vầng trăng côi. Con tìm mẹ, mẹ xa trôi, như mây như gió qua đồi ngẩn ngơ. Ngôi nhà thơm tuổi ấu thơ, ngày xưa xanh nắng, bây giờ xanh rêu. Ruột đau, đau cả chín chiều, muốn làm con cóc mà kêu thấu trời. Trong văn thơ, hình ảnh mẹ bình dị quê mùa, nhưng chính mẹ là niềm yêu thương sâu sắc nhất của lòng con, là tượng trưng cho tình cảm thiêng liêng cao quý nhất trên đời. Văn hào Rocky đã nói: đời vắng mẹ hiền không phụ nữ, anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu. Mẹ ơi, con đã về rồi mà sao không thấy mẹ ngồi bên hiên? Nhà ngày xưa mỗi chiều nghiêng trông về lối ngõ dịu hiền đời con. Vườn sau rụng tím hoa xoan, ngoài sân cỏ dài ngổn ngang lau dày. Chiều nay con về thăm mẹ, mắt không dính ớt mà cay quá chừng. Như con chim non xa rừng, như con nai lạc, như vầng trăng côi. Con tìm mẹ, mẹ xa trôi, như mây như gió qua đồi ngẩn ngơ. Ngôi nhà thơm tuổi ấu thơ, ngày xưa xanh nắng, bây giờ xanh rêu. Ruột đau, đau cả chín chiều, muốn làm con cóc
mà kêu thấu xin Thiên Chúa tình thương nâng đỡ an ủi vỗ về những người thân của cụ còn lại. Chúng ta xác tín rằng một ngày kia tất cả chúng ta cũng sẽ được sum họp cùng cụ trên quê trời mà chúng ta hằng mong đợi. Cũng trong tâm tình cảm thông và chia sẻ, cụ là thành viên và là ân nhân của giới cao niên. Giờ đây chúng tôi xin được cặp nắng hoa để tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính mời Tăng Quyến cùng cộng đoàn hợp ý với chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con đường bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con vẫn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên bờ yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Sinh ra trên cõi đời, được làm con Chúa và nhờ ơn Ngài, cụ bà Agatha đã đi chọn hành trình của đời mình. Dẫu vậy, trong kiếp lữ hành viễn xứ, cũng có thể vì một vài lý do nào đó mà có lúc cụ bà đã mỏi gối chồm chân hay nản chí sờn lòng. Giờ đây, chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, tuôn đổ ơn tha thứ cho cụ bà Agatha. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rối được chăng? Chúa biết con người chúng ta được dựng nên bằng gì, và hôm nay cụ bà Agatha đã hoàn tất hành trình của đời mình. Xin Chúa lấy quyền năng và tình thương cho cụ bà Agatha mai ngày cũng được sống lại với Ngài. Xin Chúa nhân đời chúng con. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Giờ đây, chúng ta xin Chúa đói thương nhìn đến cụ bà Agatha. Khi còn tại thế, cụ bà đã một lòng tin yêu tôn thờ Chúa.
nay cụ đã được Chúa đưa ra khỏi đời này. Xin Chúa cho linh hồn Agatha được vào nghỉ yên trong Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là Cha từ ái đầy lòng thương xót. Cụ bà Agatha khi sinh thời, vì bản tính loài người mỏng giòn, đã có lúc không chu toàn bổn phận của mình. Xin Chúa đồng tình tha thứ và ban cho cụ được phục sinh trong vòng tay yêu thương của Ngài. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa là đấng cứu độ trần gian, xưa đã muốn cho Đức Mẹ đứng kề bên Thánh Giá. Giờ đây, nhờ lời nguyện giúp cầu thay của Mẹ, xin Chúa ban sức mạnh cho Tang Quyên để họ vượt qua được cơn thử thách sầu thương này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đứng giàu lòng thương xót và hay tha thứ, chúng con xin Chúa rủ lòng thương tha thứ cho cụ bà Agatha là thành viên và cũng là ân nhân của giới chúng con. Vì thân phận mỏng giòn khi còn sống đã sai lỗi cách nào với Chúa, với tha nhân mà chưa đền đủ. Giờ đây, xin Chúa xót thương mà tha thứ mọi lỗi lầm đã chót phạm. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria hằng cứu giúp cùng các thánh, xin Chúa đoái thương nhìn đến cụ bà Agatha mà tha bớt thời gian thanh luyện, để linh hồn này sớm được hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời. Nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con ban điều hành giáo họ Fatima, ban điều hành các tổ sống đạo, ban chỉ sự giới ra trưởng, ban chỉ sự giới hiền mẫu, ban phục vụ ca đoàn của giáo họ, ban phục vụ đội đương tùy của giáo họ. Đến đây xin chia buồn cùng gia đình Tang Quyên. Sự ra đi của cụ Agatha là sự mất mát to lớn đối với gia đình Tang Quyên mà không có gì có thể bù đắp lại được. Nhưng với lòng tin tưởng phó thác cậy chồng và Thiên Chúa tình thương, chắc chắn Thiên Chúa sẽ thay mọi hình phạt cho cụ Agatha. Và xin Chúa ban thêm sức mạnh cho gia đình trong lúc đau buồn này. Với hơn 83 tuổi đời là con Chúa ở trần gian, chắc hẳn cụ Agatha cũng tránh khỏi những thương xót với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Nguyện xin Thiên Chúa dù lòng từ bi, thương xót và tha bớt hình phạt cho cụ Agatha và sớm đưa linh hồn cụ Agatha về hội tôn nhan Chúa. Trong niềm chia sẻ, cộng đoàn giáo họ Fatima xin góp phần kinh tế là 7 triệu đồng, xin đại diện gia đình Tang Quyên nhận. Và giờ đây xin gia đình Tang Quyên của chúng con một ý cầu nguyện cho linh hồn cụ Agatha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thâm tiếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao rồi cho chưa cái và nhớ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con một tình yêu không bờ bến,
trời cho muôn vật được sinh sống trước khi con xuất hiện trên đời. Vì Chúa đã yêu con, từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ai Chúa vô biên. Từ vực sâu lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Lạy Chúa xin nghe tiếng con cầu, giam xin Chúa hãy lắng tai hầu nghe thâu tiếng van lại của con. Lạy Chúa con kêu lên cùng Chúa, nếu Chúa con như hoài sợ lỗi. Lạy Chúa nào ai chịu nói được ư, nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. Lạy Chúa con kêu lên cùng Chúa, con hy vọng rất nhiều vào Chúa. Linh hồn con trông cậy ở lời người, linh hồn con mong đợi Chúa con hơn người linh gác mong chờ giang đông. Lạy Chúa con kêu lên cùng Chúa, hơn linh gác mong hừng đông dậy. Israel đang mong đợi Chúa con, bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Vì chính người sẽ giải thoát Israel cho coi mọi điều gian ác. Lạy Chúa con kêu lên cùng Chúa, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa xin đón nghe lời chúng con tha thiết khẩn cầu lòng thương xót Chúa. Ban cho linh hồn tôi tớ Chúa là cụ bà Agatha mà Chúa đã truyền rời khỏi thế gian này, được vào chốn bình an và sáng láng, cùng đồng hưởng hạnh phúc với các thánh của Chúa. Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa hay an ủi, Chúa đã yêu thương chúng con từ thuở đời đời và đã biến cảnh tang thương chết chóc thành rạng đông, đời sống huy hoàng. Xin Chúa đoái nhìn các tôi tớ Chúa đang khóc trong đau thương. Xin Chúa lên chốn nương thân và sức mạnh nâng đỡ để đưa chúng con từ chỗ khóc than u sầu lên chốn bình an và sáng láng trước tôn nhan Chúa và vì con Chúa. Chúa chúng con đã lấy cái chết của mình mà hủy diệt sự chết của chúng con và khi sống lại đã tái lập sự sống. Chúng con lại xin Chúa cho chúng con khi qua khỏi đời này được đoàn tụ với anh chị em chúng con ở nơi không còn khóc lóc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin cho linh hồn Agatha được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Agatha. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài. Đời con nương mong Chúa thôi, con xin chào về Chúa. Niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con vẫn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền mến lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Và chúc phúc ông theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Lạy Cha là Chúa cả trời đất, con xưng tục Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều đấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
kính thưa cộng đoàn, cũng như bà Agatha, cuộc hành trình trần thế của chúng ta sẽ có ngày chấm dứt để trở về quê hương hạnh phúc trên trời. Chúng ta hãy dâng lên Chúa sự buồn rầu vì chia ly mất mát này và tin tưởng nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng ý Chúa Cha mà đón nhận cái chết thập giá để cứu chuộc nhân loại. Xin cho hội thánh luôn sẵn sàng đón nhận những gian nan thử thách như lễ dâng cứu độ các linh hồn, nhất là linh hồn Agatha chúng con cầu nguyện hôm nay. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, trần gian chỉ là chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu. Xin cho những vị lãnh đạo quốc gia biết tôn trọng và hỗ trợ mọi người đạt được mục đích của đời mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại để tiên báo ơn phục sinh cho nhân loại. Xin Chúa thương thanh tẩy mọi tội lỗi và cho linh hồn Agatha được sống đời đời với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đang buồn rầu vì thương nhớ người thân yêu đã ra đi đời với Chúa được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng cuộc sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Chúa phán: khi được treo lên, ta sẽ kéo mọi sự lên cùng ta. Xin đưa linh hồn Agatha lên hướng nhan Thánh Chúa và cho tất cả chúng con được vững tin vào tình thương cứu độ của Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Vì vậy chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng, ta phần phạt cho linh hồn Agatha chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Từ vực sâu tôi, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trong Chúa nhậu Chúa chấp tội, Chúa ơi. Nào ai đứng vững thành thơi, nhưng Cha khoan hồng thứ tha. Khiến muôn dân luôn tin thờ tôi, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đời trong Chúa nhận lời. Lạy Cha, xin thánh hóa cụ bà Agatha là kẻ trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha, đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho cụ bà Agatha được sống lại như Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa chẳng nuôi con chẳng thiếu khôn chi. Trên đồng có xanh gì, người tha con nằm nghỉ. Tôi buồn thương, chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn con. Tâm hồn con người lo bồi dưỡng. Xin Chúa đón nhận linh hồn Agatha vào thiên đàng. Người dẫn con qua những con đường đoan chánh, sở dĩ vì uy danh người. Xin Chúa đón nhận linh hồn Agatha vào thiên đàng. Cây roi và cái gậy của người, đó là điều an ủi lòng con. Xin Chúa đón nhận linh hồn Agatha vào thiên đàng. Chúa dòng ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu con thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chưa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Agatha vào thiên đàng.
lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo con hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa con sẽ định cư cho tới thời gian rất yêu lâu dài. Xin Chúa đón nhận linh hồn Agatha vào thiên đàng. Chúng ta cùng cầu nguyện: lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác yếu hèn của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng lên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này và thể xác của bà Agatha sẽ được giao phó như chiếc nhà tạm, trong lúc chờ đợi ngày quang lâm của Đức Kitô đang ngự bên hữu Cha trong Chúa Thánh Thần. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Agatha được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Agatha. Ơi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Ơi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui, đường tội lỗi nguyện lui xa, Chúa sẽ thương hái hà. Ơi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về. Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah: ngày ấy, Chúa các đào binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người. Vì người đã phán như vậy, và ngày đó, người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kỷ niệm: chiếc khăn tang là tượng trưng của nỗi buồn mất mát một người thân. Nhưng đối với tín hữu Chúa Kitô, người tin tưởng nơi Thiên Chúa, thì màu tang còn biểu lộ niềm hy vọng, vì Chúa đã hứa ngày cánh chung. Người sẽ cất chiếc khăn tang của buồn đau và chết chóc. Tuy nhiên, trong thân phận con người, trong tình liên đới ruột thịt, ta có mang tang là để chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là nhớ đến tình thương của người quá cố, để báo hiếu, để nhắc nhở ta một ngày kia sẽ đến phiên ta cũng phải nhắm mắt lìa đời, cũng phải vùi dưới lớp vải liệm, chết đi cho thói ích kỷ và những đam mê xác thịt, để được sống lại vinh hiển với Chúa phục sinh. Màu trắng khăn tang cũng còn nhắc nhở cho ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh tuyền ngày ta chịu phép rửa tội, và ta có bổn phận phải giữ mãi màu trắng ấy cho đến ngày ra trình diện trước Chúa Kitô cứu thế. Chúa Kitô đã phải chết, và người đã được phủ một lớp khăn liệm trên mình. Nhưng người có chết là chết vì yêu thương, và trong tình yêu ấy người cứu độ mọi người. Người thân của chúng ta đang nằm bất động nơi đây, một đời đã sống trong hy sinh, từ bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì đã nên giống Đức Kitô, như vậy sẽ được hưởng niềm vui, được giải thoát khỏi sự trầm luân và sự chết muôn đời.
Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm phép ban phục cho chúng ta. Lạy Cha là đấng tạo hóa, Cha đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và đã thanh hóa chúng. Xin Chúa ban phúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Chúa trong tâm hồn, biết biến đau thương khuôn bách thành lời kinh nguyện chân thành, tha thiết dâng lên trước tôn nhan uy linh của Cha, để Cha thương xót tôn đổ muôn hồng ân xuống tang quyến chúng con. Xin cho những người thân trong quyến thuộc mặc tang phục này biết hiệp thông với người quá cố để đền ơn đáp nghĩa họ về những ơn lành họ đã làm cho mỗi người, để yêu thương gắn bó đùm bọc, để tha thứ cho nhau giữa những người còn sống như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Lạy Cha, tang phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con còn làm màu tang chế đau thương ly biệt, nói nên sự đau đớn tột cùng của kẻ ở người đi. Nhưng đối với người tin vào Đức Kitô từ nạn và phục sinh thì màu trắng cũng là màu tinh tuyền, thanh sạch, vĩnh cửu, gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới chúng con đã lãnh nhận ngày chịu phép rửa tội để trở thành con người mới trong nhiệm thể Chúa Kitô. Luôn tin cậy Cha và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Cha. Xin cho tang quyến khi mặc tang phục màu trắng này luôn biết quy hướng về Cha, biết nhận biết Cha là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống trong sạch, tinh tuyền và luôn sẵn sàng khi tỉnh thức Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trời xin trước trên trước bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn đức nữ đồng trinh nữ vinh sáng la làm cho chúng con trong hoàn toàn sự amen lời ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con lời trai tìm cực thanh cực tình cho thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con lời ông thánh Giuse là bà thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con lời ca thánh từ đạo Việt Nam cầu cho chúng con lạy bà thánh Agatha cầu cho chúng con nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con lạy mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn mẹ từ bi xin phán những nỗi u buồn vì lời con gieo răng biết bao xác mẹ được Chúa sinh ra từ cát bụi để cưu mang nuôi dưỡng dạy cho con khôn lớn thành người dắt con đi vào đời. Một ngày cuối đời trọn kiếp sống nơi cõi đời Chúa đưa mẹ về trời hưởng phúc ngàn đời với cuộc sống vĩnh cửu. Mẹ ơi, thế là một bóng hình thân yêu không còn nữa. Mẹ sẽ về đất lạnh ngủ giấc ngàn thu.
Mẹ có biết không, chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, cho đi mà không đòi lại bao giờ. Tới giờ này con mới thấm thía, mới thấu hiểu lời nói: cái chết của người mẹ là nỗi đau buồn thứ nhất khi người ta khóc mà vắng mẹ. Giờ này chúng con xin dâng lời cầu xin Thiên Chúa, mong Ngài dang rộng vòng tay từ bi nhân ái, đón đưa mẹ của chúng con tới thiên đường tình thương, thay cho tiếng khóc lời biệt ly. Sông nuôi con khôn lớn nay sông về nguồn bỏ bên bờ, thương nhớ Chúa sinh ra mẹ từ cát bụi tròn kiếm sông nay bỏ cõi, mà những câu ru à ơi thương mến mãi ru hoài đời con, mãi ru khi Chúa đưa mẹ về trời con như còn bé dài, buốt ra niềm đau nhưng con vững tin chốn nơi trời cao mai con có mẹ. Dâng tròn tâm lòng tiễn người đi, ngày mai bao nhiêu năm tháng con không còn mẹ đời sẽ bơ vơ, thương nhớ có tin yêu làm vơi nỗi sầu, ngày nương mắt xin hòa lời khấn cầu, nguyện Chúa giơ tay từ bi nhân ái đón đưa mẹ tới thiên đường. Khi Chúa đưa mẹ về trời con như con bé dài, buốt ra niềm đau nhưng con vững tin chốn nơi trời cao mai con có mẹ. Khi Chúa đưa mẹ về trời con như thương nhớ khôn nguôi, mẹ đã đi rồi.
con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm mòn không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã hội thánh tại thế giúp chúng ta tiến đến hội thánh trên trời. Xin cho mỗi thành phần dân Chúa luôn can đảm làm chứng cho thế giới về cuộc sống viên mãn mai sau, qua trên đời sống chứng ta của mình. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta cùng chết, cùng mai táng với Đức Kitô để được cùng sống lại với người. Xin Chúa cho linh hồn Agatha đã được ghi ân tin nước rửa tội cũng được hạnh phúc ngàn thu. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Niềm tin phục sinh là nền tảng giáo lý Kitô giáo. Xin Chúa thương an ủi những ai đang trong giờ phút lâm chung nhận ra tình thương của Chúa, mà can đảm đón nhận cái chết với lòng tin tưởng phó thác. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh cùng thâm tâm là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ban cho linh hồn Agatha được hương nhan thân Chúa muôn đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Đức Kitô đã cho Lazaro từ cõi chết sống lại. Xin cho chúng con luôn cậy vào quyền năng của Chúa và vững tin rằng thân xác bà Agatha cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện, lạy Chúa, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, Chúa mở cửa nước trời cho linh hồn Agatha và tất cả những ai khi còn sống ở trần gian đã trung thành với Chúa, và cho chúng con đang hướng lòng về quê trời mai ngày cũng được hưởng hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Vì lạy chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng, tha phần phạt cho linh hồn Agatha chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù đạt ấy cho ra, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm nghi lễ, để chọn
kính thưa tăng gia, chúng tôi giới hiền mẫu giáo xứ được tin Chúa gọi linh hồn Agatha về với Chúa. Chúng tôi đến chia buồn cùng tăng gia. Xin Chúa cho linh hồn Agatha sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. Và giờ đây, xin tăng gia hiệp ý với chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn Agatha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Ngày êm đềm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm mới lâu, nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dâng xin Ngài đủ tình thương tha thứ cho con. Bao nhiêu phen ngục ngặt trong tôi lỗi ê chề, nay con trở về hồn và sơ sáng, thì ngày đây con xin dâng những gì còn lại trong mong ơn Chúa để làm lại đời con. Năm tháng dài đêm đêm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm mới lâu, nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dâng xin Ngài dù lòng tình thương tha thứ cho con. Trong niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng tử tội lỗi và tử thần, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện chân thành. Hội thánh không ngừng loan truyền sự chết và phục sinh của Đức Kitô qua việc trung thành cử hành bí tích thánh thể. Xin cho các tín hữu nâng đón nhận mình và mau thánh Chúa làm lương thực trên đường tiên về quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Agatha được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho mọi người chúng ta khi còn sống ở trần gian này biết khôn ngoan tìm kiếm những giá trị vinh cửu của nương trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sự sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi. Xin cho linh hồn Agatha và tất cả những ai đã trung thành tôn thờ Chúa mà nay đã qua đời được vui hướng cuộc sống mới cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một xuống thế làm người, không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian được sống. Xin cho linh hồn Agatha là người đã được cứu chuộc nhờ máu thánh Đức Kitô thì cũng được hưởng hạnh phúc cùng Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa gọi đoàn Agatha về với Chúa. Vinh đoàn đã xin thánh tâm chúng tôi đến đây cùng chia buồn tăng quyến trong lúc đau thương này. Và xin Chúa rủ lòng thương xót đến linh hồn Agatha và sớm đưa linh hồn Agatha về hưởng nhan thánh Chúa. Và giờ đây xin ta kiến cùng hợp ý với chúng tôi để cầu nguyện cho linh hồn Agatha. Và xin ba chị đại diện đón nghe. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thiên Chúa từ xuống trên chúng con ban lòng ân chan chứa thấm nhuần, giáng trên chúng con.
tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương, lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Giúp bà Agatha sớm về hưởng tôn nhan Thiên Chúa, đồng thời an ủi và khích lệ gia đình căng hiếu trong giây phút đau thương này. Lạy Chúa, bà Agatha là người thân yêu của chúng con đã an nghỉ bình yên trong Chúa. Xin cho bà được mau về với Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin Chúa cho những công việc tốt lành bà Agatha đã làm đem lại nhiều kết quả và còn được nhiều người khác tiếp tục. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót mà bà Agatha đã chót phạm vì yêu đuối. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin cho hình ảnh của bà Agatha được in sâu trong tâm hồn chúng con luôn mãi. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin Chúa an ủi, chúc lành và nâng đỡ cho mọi người thân yêu của bà Agatha trước cảnh đau thương tan tông này. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Này cha, cha hãy lấy tình thương mà ấp ủ con cái luôn gần gũi những kẻ đau buồn và cho ngày rực rỡ bừng lên sau đêm dài tang tóc. Xin nhìn đến chúng con đang gặp cảnh phiền muộn, xin thương che chở và nâng đỡ chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua cơn thử thách để đón nhận bình an và ánh sáng cha mang lại. Con một của cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã chết để diệt trừ cái chết của chúng con và đã sống lại để ban cho chúng con nguồn sống mới. Xin cho chúng con đủ sức bước theo người mỗi ngày để mai sau được đoàn tụ trên thiên quốc, nơi cha sẽ lau sạch nước mắt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa, Chúa hằng lấy tình thương mà ấp ủ con cái Chúa. Chúa hằng lắng nghe lời kẻ đoạn trường kêu xin. Lạy Chúa, giờ đây đứng trước linh cửu của bà Agatha thân yêu của chúng con, chúng con dâng lên Chúa lời cầu nguyện thiết tha như hương trầm bay tỏa lên trước tôn nhan Chúa. Xin Chúa thương xót cứu vớt linh hồn của bà Agatha thân yêu của chúng con. Amen. Xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van, lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấm mộ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con
nan kêu vang. Lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấm mộ cho tâm hồn. Được tin cụ Agatha qua đời, chúng tôi được hồi lòng Chúa thương xót đến đây để chia sẻ nỗi niềm thương nhớ đớn đau của gia đình khi người thân yêu lìa đời, và hiệp cùng với gia đình cầu nguyện cho cụ Agatha sớm được hưởng hạnh phúc nước trời. Suốt cuộc đời dù trải qua nhiều trong gai thử thách, cụ Agatha vẫn giữ vững niềm tin và trung thành bước theo Chúa đến cùng. Giờ đây cụ Agatha được Chúa gọi về với người, về với đấng mà suốt cuộc đời cụ yêu mến kiêng kỵ. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của cụ Agatha và cho cụ được hưởng lời chúc phúc. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ được lãnh phần thưởng Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với cụ Agatha vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho cụ trong suốt cuộc đời. Kính thưa tăng gia và tăng quyến, cụ Agatha là ân nhân của hiệp hội lòng Chúa thương xót, đã cộng tác với chúng tôi trong việc mở mang nước Chúa, trong tâm tình hiệp tâm chia sẻ. Chúng tôi xin được đặt lãng hoa và là tấm lòng thành để tiến đưa cụ đến cõi vĩnh hằng. Và hàng ngày vào lúc 15 giờ chúng tôi cầu nguyện cho cụ Agatha, cùng với đó là việc xin lễ vào thứ hai và thứ sáu đầu tháng để cầu nguyện cho các ân nhân và các hội viên đã qua đời. Giờ đây kính mời tăng gia và tăng quyến cùng với chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Agatha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúa bao ngày thăm con hằng bờ hương, tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa. Nơi rừng luôn cát cao, luôn cát cao dòng nước, ước mong về, ước mong về. Tìm về đến Chúa nguồn vui suối an hòa, lữ hành nơi cách lưu, nơi cách lưu sầu thương, ước mong về hằng ước mong về, về quê dấu yêu. Lạy Chúa bao ngày tham con hằng bờ về bên Chúa nguồn vui suối an hòa. Kẻ qua đời được hơn cứu thoát và được hưởng vinh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn của Agatha. Xin Chúa cho cô đường dài thoát khỏi xiềng xích sự chết, được phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa đem lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy mà làm cho cụ Agatha được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận cụ vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa đem lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhiêu nhọc nhằn vất vả, linh hồn của Agatha nay đã về với Chúa. Xin cho cụ Agatha được hương phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đói nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phục sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cây trông của chúng con mỗi ngày mỗi vững mạnh, để khi qua cõi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ, xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các thánh truyền cầu mà ban cho linh hồn của Agatha,
là ân nhân của hiệp hội lòng Chúa thương xót chúng con. Nay đã lời thế được chung hưởng hạnh phúc nước trời, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đời đời ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa. Ơi người, hãy nhớ mình là bụi trần. Một mai người sẽ trở về bụi trần. Thôi thân phận của con người thừa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng khiến ta ăn sắc màu. Ơi người, hãy nhớ mình là bụi trần. Một mai người sẽ trở về bụi trần. Cộng đoàn thân mến, trong niềm tin vừa Chúa gọi cụ Agatha về với Chúa. Anh em chúng tôi trong tứ gia trưởng giáo xứ Thánh Tâm cùng đồng mai tá giáo họ Fatima đến đây xin được dâng lời cầu nguyện và cũng xin được chia sẻ mất mát lớn lao này với gia đình. Một mất mát mà không ai trong chúng ta có thể bù đắp cho nhau được. Nguyện xin Thiên Chúa tình thương tha thứ cho những lỗi lầm mà cụ Agatha lỗi phạm tới Chúa. Xin Ngài mở rộng cánh tay yêu thương của Ngài ôm ấp linh hồn Agatha vào lòng. Xin cho linh hồn của Agatha được tự đầu vào trái tim nhân hậu của Thánh Tâm Chúa, như Thánh Gioan cũng đã được tiên phúc đó. Nguyện xin Thiên Chúa tình thương nâng đỡ, an ủi và vỗ về những người thân của cụ Agatha còn ở lại, và chúng ta cùng xác tin rằng một ngày kia chúng ta cũng sẽ được sum họp trên quê trời với linh hồn của Agatha, nơi mà mọi người chúng ta hằng mong đợi. Cũng trong tâm tình chia sẻ và cảm thông, đội mai táng giáo họ Fatima có một ý lễ xin gia đình vui nhận. Trong tâm tình đó, giờ đây xin kính mời Tam Quyền cùng anh em chúng tôi dâng lời nguyện xin. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Lạy Cha chúng Hội Thánh tại thế giúp chúng ta tiến đến Hội Thánh trên trời. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn can đảm làm chứng cho thế giới về cuộc sống viên mãn mai sau, qua trình đời sống chứng ta của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ bí tích thanh tẩy,
chúng ta cùng chết, cùng mai táng với Đức Kitô để được cùng sống lại với Người. Xin Chúa cho linh hồn Agatha đã được ghi ân tin rửa tội cũng được hưởng phúc hạnh phúc ngàn thu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Niềm tin phục sinh là nền tảng giáo lý Kitô giáo. Xin Chúa thương an ủi những ai đang trong hồn giờ phút lâm chung, nhận ra tình thương của Chúa mà can đảm đón nhận cai trên với lòng tin tưởng phó thác. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Agatha được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ cuộc từ nạn và phục sinh của Đức Kitô, Chúa mở cửa nước trời cho linh hồn Agatha và tất cả những ai khi còn sống ở trần gian này đã trung thành với Chúa, và cho chúng con đang hướng lòng về quê trời mai ngày cũng được hưởng hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa tăng quyến, chúng tôi rất xúc động được tin bà Agatha Chúa đã gọi về với Chúa. Đại diện Hội Thánh Phi-líp-se bảo trợ chúng tôi đến đây để chia sẻ nỗi đau đớn và sự mất mát lớn lao mà gia đình quý vị đây đang phải gánh chịu. Vì sự ra đi của bà Agatha là người thân yêu của gia đình và là vị hội viên của Hội Thánh Phi-líp-se bảo trợ chúng tôi đây, chúng ta rất đau buồn trước sự ra đi của bà, nhưng chúng ta không mất niềm tin hy vọng cậy trông vào tình yêu thương của Chúa đối với người tôi chung, người con ngoan hiền của Chúa là bà Agatha. Chúng ta xin ký thác bà Agatha trong tay Chúa. Xin Ngài thanh tẩy mọi lỗi lầm còn vướng mắc và đón nhận bà Agatha vào nước hằng sống của Ngài. Và cũng xin Chúa nâng đỡ cho tăng quyến chúng ta đang lúc gặp thử thách này cùng với tâm tình chia sẻ chiều mến. Chúng tôi có lễ vật cúng viếng, xin tăng quyến nhận với lòng thành của chúng tôi và xin mời mọi người hiện diện nơi đây hiện hữu chúng tôi trong giờ kinh nguyện này. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa. Một đời sau hy sinh
cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tiến chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều. Chúa phán ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ không chết đời đời. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chẳng rẻ đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to, kia chẳng rẻ đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: em không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra cửa hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đã đến và nói: thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, ước gì lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ niềm hy vọng. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây. Lạy Chúa, linh hồn Agatha là người chúng con rất thương mến đã lìa bỏ chúng con. Xin Chúa thương đưa linh hồn Agatha mau về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho những việc linh hồn Agatha đã làm đem lại nhiều kết quả tốt đẹp và còn được nhiều người khác tiếp tục cho danh danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm mà linh hồn Agatha đã chót phạm vì yếu đuối, vì sự mỏng giòn của loài người, để linh hồn Agatha được xứng đáng chung hương hạnh phúc cùng các thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho linh hồn Agatha đã được mọi người thương tiếc sẽ còn được nhớ và cầu nguyện cho hôm nay và mãi mãi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn Agatha là người tôi tớ trung kiên luôn khao khát tìm kiếm thánh ý Chúa và phục vụ Chúa trong tha nhân mà Chúa đã đấy theo gọi đã khỏi thế gian này về với Chúa. Xin cho linh hồn Agatha là vị hội viên của hội thánh huy xe bảo trợ chúng con đây được thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, về hưởng hạnh phúc an nghỉ trong ánh sáng muôn đời và được sống lại trong vinh quang giữa hàng ngũ các thánh và những người Chúa chọn. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Trên tới thiên đường cho lung linh thánh nhiệm màu, nên tới thiên đường nhiệm màu thiên tha là như cánh ca kêu sướng Chúa. Hey!
thưa tăng quý, được tin Chúa gọi cụ Anata về với Chúa, đoàn tông hội thánh tâm chúng tôi đến đây cầu nguyện và chia buồn cùng tăng quý vì sự chia ly mất mát này. Với hành trình 83 năm làm con cái Chúa nơi trần gian, cụ Anata đã đi theo Chúa và thực sự Chúa đến cùng. Nhưng là thân phận con người, cụ không tránh khỏi những thiếu sót, những tội phạm. Thì giờ đây được xin thương Chúa tha bớt những thiếu sót, những lỗi phạm của cụ Anata ở chỗ thánh đường để cho cụ sớm được nhân thánh Chúa. Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta xác tín rằng sự ra đi của cụ Anata là sự trở về với Chúa, nơi mà tất cả chúng ta hằng mong đợi, để ước nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhận lời. Những người gia đình và tăng quyến cùng để ý với chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Agatha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm nghi tế, trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặng hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa Ngài từ bi xót thương muôn vàn, phần bày tôi biết bao lỗi lầm. Xin chớ trách tội con, nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặng hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Sống ơn nâng đỡ cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng vinh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn cô Agatha. Xin Chúa cho linh hồn cô Agatha được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được phục sinh và được hợp đoàn cùng thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy mà làm cho linh hồn cụ Agatha được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn cô Agatha vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán phúc cho kẻ được trỗi trong ân nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn của Agatha nay đã trở về với Chúa. Xin cho linh hồn cô Agatha được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đói nhìn và xót thương tất cả những chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phục từ Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cây trông của chúng con mỗi ngày mỗi vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn của Agatha. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn của Agatha được phục sinh trong hằng hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho
cha đất nhân lành vô cùng. Ta phần phạt cho linh hồn Agatha chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa liền tổ, thì xin mở cửa tù lạc ấy cho ra, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Và là sự sống. Kính thưa gia đình trang quý, được tin bà cụ Agatha là người thân yêu của gia đình vẫn được Chúa gọi về. Chúng con mang tâm tình hiệp thông, sống ổn nhiệm các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô, trước hết hiện diện lúc này, mang tâm tình sát tin vì Chúa ở với chúng ta, Chúa nâng đỡ và chữa lành và ở với chúng ta và những vui buồn trong cuộc sống. Chúng con cũng nên lúc này cũng gửi lời thân ưu của cha chánh xứ Giuse, quý cha phó, quý thầy và các đặc biệt lúc này đây chúng con hiện diện để cầu nguyện cho linh hồn cụ Agatha có quy chức ban thường vụ quý ban điều hành của giáo họ Fatima, có giới thơ niên để hội đồng thương xót Chúa và các tất cả những hội hiệp hội đoàn khác cùng hiệp thông cầu nguyện, và đặc biệt chúng con những người liên hệ các em các khác với cụ Agatha là một trong những giáo viên của trường tiểu học Thánh Tâm mà chúng con cũng có gì được biết đến. Chúng ta xác tin một điều, Chúa lắng nghe lời chúng ta khẩn xin, và chúng ta xin dâng linh hồn cụ Agatha cho lòng thương xót của Thiên Chúa đấng luôn ở bên chúng ta. Xin mẹ Maria và thánh Agatha truyền cầu những lời khẩn xin của chúng ta lên ngài và Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa chiến lành người thường dân tôi đi. Tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được nghỉ ngơi. Bên dòng suối mát người tăng sức cho tâm hồn. Vì quý trọng danh người, người dìu tôi đi trên đường công chính. Dù qua tung lũng mù sương, tôi luôn vui sướng thở nương bên người. Chúa chiến lành người thường dân tôi đi. Tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được nghỉ ngơi. Bên dòng suối mát người tăng sức cho tâm hồn. Bài trích sách. Bài trích
bài chính sách khôn ngoan, linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu sửa phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa viếng thăm các ngài sẽ chói sáng như ánh lửa rạng ngời giữa bụi lâu. Các ngài sẽ xét xử các quốc gia, sẽ cai quản các dân tộc, và Thiên Chúa của các ngài sẽ trị vì muôn đời. Ai tin tưởng vào Chúa sẽ hiểu biết chân lý, và kẻ tín trung sẽ được ở bên Chúa trong tình yêu, vì Ngài ban ân sủng và tình thương cho các thánh của Ngài và viếng thăm những người Ngài tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa chúng ta là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng ta hãy khẩn khoản này xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là Agatha, và cho đã chuyển cho khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn nghỉ yên đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tớ Chúa vượt qua cửa sự chết an toàn, và được mãi mãi ở cùng các thánh dưới ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và miêu nhuệ ông. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì mày lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Lạy Chúa, xin xóa mọi vết nhơ nơi linh hồn tôi tớ Chúa, và đến ngày trong đây được phục sinh và ân thường. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Xin đoái thương phục sinh tôi tớ Chúa cùng các thánh và những người Chúa chọn. Xin cho tôi tớ Chúa được thứ tha mọi lỗi lầm, được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Lạy Chúa, xin đón anh em những lời chúng con đang tha thiết nài xin cho linh hồn Agatha và cho tăng gia chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời nguyện cầu xin Chúa chúc lành cho chiếc áo khoác này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, và ban cho linh hồn Agatha được yên giấc ngàn thu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đưa Cha chỉ đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, là người xuống tai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tan xác, xuống một tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, lại sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh thần có ở khắp thế này, cả thánh không công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin thẳng sống vậy. Amen. Mẹ ơi, mẹ là suối nước trong, mẹ là chốn ước mong, nơi hồn con ngóng trông mẹ thương đến. Còn con dâng làn muôn tiếng ca, dâng tình yêu thiết tha, mẹ dẫn đưa hồn con tới quê nhà giữa chốn thế gian đầy hiểm nguy. Chúa gọi linh hồn Agatha về với Chúa. Đại diện các đoàn giới trẻ và giới trẻ chúng con đến đây để chia buồn cùng với tăng quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đấng đã khởi hành và phục sinh tại mọi hình phạt cho linh hồn Agatha, để linh hồn Agatha sớm được hưởng thấy vinh danh thắng của người. Giờ đây chúng con xin kính mời tăng quyến cùng với chúng con dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng. Xin Chúa Cha những ý nguyện sau đây: hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng vinh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Agatha. Xin Chúa cho linh hồn Agatha được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí quyết thanh tẩy mà làm cho linh hồn Agatha được trở nên con thần của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Agatha vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán: phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn Agatha nay đã về với Chúa.
xin cho linh hồn Agatha được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đón nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày mỗi vững mạnh, để khi qua khỏi đời này chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Agatha. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn Agatha được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong giờ kinh này thì cũng có cả cộng đoàn tổ 11 khu hợp nhất với cộng đoàn tổ 12 làm giờ kinh. Nguyện xin Thiên Chúa sở lòng tình thương, linh hồn Agatha hơn 80 năm tuổi đời trên trần thế sẽ không tránh khỏi những sai sót. Xin Chúa, nguyện xin Thiên Chúa sở lòng tình thương sẽ tha thứ những lỗi lầm và thiếu sót cho linh hồn Agatha được hưởng an lành Chúa. Được một lần ý của hồn nguyện của gia đình. Nhân lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi lại van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa cho tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuộc sông đại dương. Bao dòng được cuốn trôi và chiều phong ba cùng sơ lâm tâm thân tôi. Trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi lại vâng Chúa mà Chúa đã nghe tiếng tôi. Lạy Cha chúng con đã Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số.
Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con đã không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ con biết thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy." Đức Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại." Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại." Đức Giêsu phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Martha thưa: "Thưa thầy, vâng, con tin thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian." Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Hãy lắng nghe lời chúng con, dù vô tình tương xem, vì chúng con vang đến người. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoạn chúng con hướng về người. Lạy Chúa đầy vinh quang, nguyện thương đến đời vạn đài. Nguyện ơn Chúa chi ai, hãy lắng nghe lời chúng con, dù vô tình thương xem, vì chúng con vang đến người. Kitô phục sinh, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và tử thần, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành. Hội thánh tại thế giúp chúng ta tiến đến hội thánh trên trời. Xin cho mỗi thành phần dân Chúa luôn can đảm làm chứng cho thế giới về cuộc sống viên mãn mai sau, qua chính đời sống chúng ta của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta cùng chết, cùng mai táng với Đức Kitô để được cùng sống lại với người. Xin Chúa cho linh hồn Agatha đã được ghi ân tin lừa tôi cũng được hương hạnh phúc ngàn thu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Niềm tin phục sinh là nền tảng giáo lý Kitô giáo. Xin Chúa thương an ủi những ai đang trong giờ phút lâm chung, nhận ra tình thương của Chúa mà can đảm đón nhận cái chết với lòng tin tưởng phó thác. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Agatha được hương nhan thánh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã cho Lazaro từ cõi chết sống lại. Xin cho chúng con luôn trông cậy vào quyền năng của Chúa và vững tin rằng thân xác bà Agatha cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô,
Chúa mở cửa nước trời cho linh hồn Agatha và tất cả những ai khi còn sống ở trần gian đã trung thành với Chúa và cho chúng con đang hướng lòng về quê trời mai ngày cũng được hưởng hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa. Dạ. Rồi. Nhìn lên này. Chưa. Tao sáng đi. Tôi chưa tắm. Chú ơi. Em nó xuống qua cái này. Chú ơi, cô chú ơi vào trong nhà, cô chú ơi. Cô nghe thấy không? Cắm bạn đi, cô chú lên trên này. Cắm mẹ đi, mọi người cứ cắm đi. Rồi, cúi đầu. Rồi, đại khăn đi, cúi đầu đại khăn đi. Được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu,
và xin cho chúng ta được gặp lại của Agatha trong nhà cha vô cùng. Bài chúc phúc âm theo Thánh Matthew: Hãy đến với ta hết thảy những kẻ lo nhọc và gánh nặng, và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Hãy mang lấy ép của ta vào mình và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn, vì ép ta êm ái và gánh ta lại nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này đã nhìn lên Chúa Kitô, đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta và tham thiết cầu xin: Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải bước đầu với mầu nhiệm sự chết, xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đừng chưa cần chia ly tăng tóc này, chúng con lại xin Chúa yên vui chúng con trong giây phút vàng vàng đau thương và bối rối này. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh cụ Agatha và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa, đã đến lúc cùng Agatha từ giã căn nhà này bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con nhớ mãi hình ảnh thân thương trì nhớ của cụ Agatha. Xin được để chúng con phải gặp đắng nuốt cay như những người bị mất mát hay với những chuyện chuyện không đông. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời làm nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa mới trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được đổi. Thì lạy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, ta phần phạt cho linh hồn Agatha chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, và đem đến chốn lửa mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Chúng con trong cõi đời thánh đức đã chúa trời, xin Chúa chế chớ mọi người chúng con nguyện trong cơn gian nan cứu khổ đức nữ đồng trinh hiền viên sáng ngời. Cảm ơn Chúa chúng con cho mọi mọi sự ơn. Amen. Lạy Thánh Cha tin Đức Chúa Giêsu. Đón cho chúng con. Lạy Cha tin cầu thêm tình tình với thánh đức bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy Công Thánh Giêsu là bà thân sẽ đức bà Maria chọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy Thánh Cha từ đạo cầu cho chúng con. Là Thánh Agatha cầu cho chúng con. Lạy Thánh Vương ban sự bình an cầu cho chúng con. Lạy Mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn vì bao đau thương và chẳng đáng ngài lòng bước trên con đường. Ôi mẹ rất nhân từ, mẹ quên sao được hồn xưa. Lời mẹ ước ý
lòng trung kiên, sống tình yêu cho dù gian khó, lòng son trắng sơn. Xin tình yêu Thiên Chúa một sương hạ.